Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Anh Hữu. Thì hôm nay là em Hữu sẽ hướng dẫn là cách bẫy bìm bịp bằng cái bộ bẫy bắn nguyệt các bác nhé. Người thực hiện cái này là một bạn nữ, bạn tuy là bạn nữ thôi nhưng mà bạn ấy là cũng mà có cái sở thích giống những bạn nam, giống là có khả thích là bẫy chim săn bắn cơ. Đấy. Thì hôm nay là mình dùng hai chiếc bẫy, là một chiếc bẫy đây trước mặt các bác là một chiếc bẫy để treo mồi cóc nhái các bác nhé, và bên này là một chiếc bẫy để bìm bịp giả. Hai chiếc bẫy này là mình sẽ hướng dẫn bạn ấy là đánh cách xa nhau tầm độ 2 mét. Đấy. Và tại sao chúng ta lại dùng hai chiếc bẫy mà không phải dùng một cái? Thì là con bìm bịp nó thường hay đi đôi các bạn. Có con nó thích đánh chim giả, có con nó thích ăn mồi cóc nhái. Ta không biết được là cái con bìm bịp này nó thích đánh chim giả hay ăn mồi cóc nhái, nên chúng ta dùng hai cái bẫy là tốt nhất. Một khi nó đôi chim nó về thì con nào nó đánh chim giả thì nó sẽ vào nó đánh chim giả, còn con nào nó không đánh chim giả thì nó sẽ chuyển sang nó ăn mồi cóc nhái. Không biết hôm nay cái máy của mình nó bị làm sao mà cảm giác nó rung rung giật giật, xem mà hơi khó chịu một chút, thế nên là các bác thông cảm. Thế mọi khi là mình đi quay một mình hoặc là đi với những cái anh trai bạn nam thì nó rất là yên, nhưng mà hôm nay tự dưng là đi với bạn nữ thì cái máy của mình nó cứ giật giật lung tung rồi cơ. Đấy, sau khi là mình đã cài bịp giả xong thì đây là loa điều khiển từ xa. Trong loa này đã được trang bị một bộ tiếng độc quyền, bộ tiếng kích đánh các bác nhé. Bộ tiếng của bên mình chỉ có bên mình sở hữu bộ tiếng kích đá này thôi. File này gọi là file khiêu chiến các bạn. Còn nếu không có cái bộ file này thì tốc độ đánh nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Còn có bộ file khiêu chiến này thì tốc độ nhanh đánh sẽ nhanh gấp 2 đến 3 lần so với những cái bộ file thông thường. Sau khi mình đặt loa ở gần cách tầm độ 10 đến 15 cm thì mình sẽ dùng lá cây cỏ mình phủ lên các bác nhé. Đấy, mình sẽ phủ lên và bây giờ mình sẽ lựa chỗ nào để mình cắm máy quay để cho mọi người cùng xem, để xem được liệu cái con chim này nó về nó sẽ xuống từ hướng nào, và sau khi nó xuống rồi thì nó có đá chim giả hay là nó ăn mồi cóc nhái hay không.